Chào các bạn nhé. Video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút kiến thức của mình về cái sun 10 lỗ này. Mình mới tiếp xúc được khoảng 5 đến 7 ngày. Thì ở đây mình có một cây sun 10 lỗ tông rê. Thì cái này nó có cả tông đô nữa nhé. Nó giống như là tiêu đô và tiêu rê ấy. Thì sun thì nó có loại 8 lỗ đó. Nhưng mà mình thấy là các cái người chơi lâu năm, người chơi chuyên thì hay chơi loại 10 lỗ. Có lẽ là nó sẽ lên được nốt cao hơn hoặc là thế nào đó thì mình không biết, nhưng mà mình thấy họ chơi nhiều loại 10 lỗ hơn. Rồi. Về âm thanh của nó thì nó nghe nó có cái chất của gốm sứ nó cọ vào nhau ấy. Rất là lạo xạo kiểu đấy. Và nghe tiếng nó rất là buồn. Mình có thể thổi cho các bạn nghe thử nhé. Các bạn có thể nghe thấy cái tiếng nó y y như kiểu là tiếng lạo xạo ấy, rất là hay, rất là đặc biệt. Cái này ở ocarina thì nó không có cái tiếng này, bởi vì cái này mình đặt môi thổi như là thổi tiêu hoặc là shakuhachi, còn ocarina thì mình sẽ ngậm mà thổi như là thổi sáo dọc. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái miệng của nó này, đó, cái miệng của nó thì nó cắt vát khá là giống với miệng của shakuhachi. Đó. Thì thổi nó cũng sẽ như shakuhachi hoặc thổi tiêu thôi, mình cứ đặt môi vào đây. Mí môi thổi như thổi tiêu thổi sáo. Sao cho hơi nó cắt vào cái đường vát này. Đấy. Và theo mình tìm hiểu thì nó có lên được nốt son 2. Nghĩa là bình thường ấy, bấm các nốt thì là do re mi fa son la si do re mi fa son đấy, như này. Đấy là những cái nốt của nó từ do 1 đến son 2. Tuy nhiên là với cái miệng thổi shakuhachi này thì chúng ta có thể xuống thấp hơn do 1 bằng cách gập môi. Nghe nó bé hơn. Thì ở một số mình thấy một số nghệ sĩ Trung Quốc họ chơi hồng nhan sư ấy thì họ có thể chơi được. Đó. Bấm thì bấm thế nốt đồ nhưng mà thổi nó lại xuống thấp hơn đồ. Mình bấm chưa quen thành ra là hơi gượng, mình vẫn chưa nhớ được hết nốt. Thì ở đây mình có thể chia sẻ với các bạn là cái thế bấm của một, những cái nốt cơ bản nhé. Bịt hết tất cả hai lỗ đằng sau này, 8 lỗ đằng trước. Đấy. Cứ một bàn tay chúng ta sẽ có 5 ngón thì 4 ngón trước đặt như này. Tay này cũng thế và hai ngón cái phía sau. Bịt hai lỗ to phía sau này. Đấy. Cái điểm đặt môi thì chúng ta cứ điểm đặt đối diện vào cái đường vát này. Thực ra khi chúng ta cầm cái này lên là chúng ta thấy là cái giữa hai tay của chúng ta là chỉ cần đặt vào là mình thấy nó ok luôn. Bởi vì là mình có hai tay để mình nắm đối xứng. Đấy. Cái điểm giữa hai tay này. Đó. Thì bịt hết là đồ nhé. Mở ngón út bên trái là rê. Đóng ngón út bên trái, mở ngón áp út mi. Fa thì chúng ta lại mở ngón út ra. Đấy. Thế là trong hai lỗ này chúng ta được 3 nốt. Đó. 3, 4 nốt là đồ rê mi fa. Đó. 4 nốt rồi, đồ rê mi fa rồi. Tiếp theo là son, cái lần lượt. Đấy, ngón út bên phải la, tương tự như bên kia si thì chúng ta sẽ bịt lại ngón út
và mở ngón áp út. Đô thì chúng ta tiếp tục mở ngón út ra. Ngón giữa là nốt rê. Đó. Hai ngón phía sau này chúng ta mở một trong hai thì là mi, mở cả hai là fa. Đấy, trái hay phải đều như nhau các bạn nhé. Đấy, như này. Khi chúng ta nhả hết ra rồi thì nên để ngón út vào phía dưới này để giữ này. Đấy, như này là son, à như này là dê rồi nhé. Mở một ngón cái này. Mở tiếp theo ngón cái thứ hai. Fa và mở nốt hai ngón trỏ là son. Đó. Dê. Bịt một trong hai thì là pha thang. Nó như nhau. Đó. Thì từ đồ 1 đến son 2 là tất cả những nốt như thế. Chúng ta sẽ có những nốt thăng giáng, ví dụ như là si giáng. Ví dụ như đây là si. Đó, si giáng thì chúng ta bịt lại nốt này. Thì cái nguyên tắc thì mình thấy là đa phần là cứ nửa cung ấy thì chúng ta sẽ bịt xuống dưới một lỗ. Đó. Ví dụ như đây là nốt fa thì xuống nửa cung là nốt mi, chúng ta sẽ bịt nốt này lại. Đó. Có những nốt dưới nốt đồ thì mình đã giới thiệu với các bạn rồi đúng không? Chúng ta đồ. Đó. Nhưng mà càng xuống dưới thì hơi nó phải càng phải điều tốt và cái tiếng nó lại càng bé đi một chút. Nó không thể to được. Và cũng không xuống quá thấp được. Nó chỉ xuống là khoảng 1,5 cung. Ví dụ xuống nốt la. Xuống được nữa nhưng mà chúng ta phải điều hơi rất là tốt mà tiếng nó càng bé lại. Đó. Rất là hay cái nhạc cụ này. Nhưng mà chúng ta chơi tốt thì nghe nó rất là đa phần là nó sẽ dùng để độc tấu. Ví dụ chúng ta thổi chay như này, không cần beat thì khá là hay. Để chia sẻ với các bạn về cái sun 10 lỗ này, hay Việt Nam chúng ta gọi là huyên. À, huyên. Thì, các bạn có nhu cầu đặt hàng thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0971889836 nhé. Mình có thể tư vấn cho các bạn về một số cái cách thổi và cũng như là một số mẫu mà bên mình đang có. Xin chào tất cả các bạn nhé.